Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Lam Audio. Và hôm nay em xin phép được test một bộ dề bao Kaver, đó là 35X và CT6 cho anh Nguyễn Cường. Vâng, đây là bộ dề bao Kaver em test cho anh. Vâng, thì sau đây mời toàn thể tất cả các bác và anh Nguyễn Cường lắng nghe một ca khúc nhạc Việt nhé. Chuyện mai sau.
trên tay. Vâng, và em xin phép được kết thúc video ở đây. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác nhé.